Chào mừng các bạn trở lại set 3 giữa Cần Ngang và Nhật Điện Nhân Hải, kênh 4 chị miền Tây các bạn. Bóng con đập bóng tốt, 1-0 cho Nhật Điện. Điểm Cần Ngang 1-2. Bóng không vào lưới, điểm 2 đều. Bóng tốt, điểm Nhật Điện 3-2. Trắng bóng tốt 4-2. Lần một pha vào trái bóng tốt của Nhật Điện, điểm 5-2. Còn Quang xin hỏi ý, điểm 5-2 cho Nhật Điện. Ngọc Vạn là bóng tốt, đổi điểm 3-6 cho Cầu Ngang. Đập bóng tốt, điểm Nhân Điện 7-3. Bóng không thành lưới, điểm 8-3. Điểm 4-8 cho Cầu Ngang. Trọng tài có sự trao đổi. Yeah.
bóng tốt. Điểm 6, 8. Trắng bóng tốt, điểm còn ngang 7, 8. Dì điện xin hỏi ý. Điểm số 7, 8. Chín bảy cho Nhật Điện. Phát bóng tốt, điểm 10-7. Lỗi kỹ thuật, điểm còn ngang 8-10. Đập bóng tốt, điểm 9-10. Tập bóng tốt, điểm 11 đều cho cầu ngang. Điểm cầu ngang 12-11. Đập bóng quá quy lực, điểm 12 đều. Điểm cầu ngang 13-12. Điểm Nhật Điện 13-14.
15-14. Chắc bóng tốt, điểm 15 đều. Bóng tốt, điểm nhập điện 16-15. Điểm số hiện tại nhập điện 16, còn ngang 15. Độc lạc nhập điện chắn bóng tốt, quá hay các bạn ơi. Nhiệt điện đang hưng phấn. Tiếp tục luôn các bạn. Đập bóng tốt, điểm cầu ngang 16-17. Đây đây, bóng vẫn còn rất tiếp. Bóng ngoài, điểm nhiệt điện 18-16. Chẳng quá hay, ngọc ra quá hay, phòng thủ tốt các bạn ơi. Đáp ngọc rạng chắn bóng tốt, điểm công an 17-18. Đứng lại không bóng à, không phải ngọc rạng có bóng các bạn. Đập bóng không chặn lưới, điểm 18 đều cho hai đội. Điểm còn ngang 19-18, nhiệt điện xin hỏi ấy. Hết giờ hỏi nha mọi người. Điểm còn ngang 19-18. Điểm 19 đều cho đội điện. Bóng còn ai đây? Tấn Mãi. Bóng tốt, điểm cầu ngang 20-19. Bóng vẫn còn, đẹp, vẫn còn. Đây đây, đẹp, quá hay, phòng thủ tốt, phối hợp, có bóng tốt, điểm 20 đều. Thank you.
lỗi vị trí của nhiệt điện. Điểm 21 điều. Bóng ngoài. Bóng còn. Lại đây. Bóng vẫn còn nha mọi người. Đáp. Chẳng bóng tốt, 22 điều. Một pha lộn xộn từ các vị trí. Điểm tốt cho Còn An 2. Hai 23-22 mọi người. Chống trắng 23 điều. Quá hay. Một pha bóng không hiểu ý, rất là tiếc các bạn ơi. Rất tiếc, rất tiếc. Ngoài. Như vậy Công An thắng ở nhất thứ 3. Đã nhận trước 2-1 mọi người.